Nhân bích đến ngày, Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính nhân bích đến ngày ạ. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Mai Dạ, Nam mô Sân Khai Dạ. Trước tiên xin sám hối với đạo tràng. Trong mùa an cư kiết hạ thì phải lễ bái tâm bảo và sám hối đối với chư tăng, cho nên mất một khoảng thời gian và quý vị cũng thông cảm ha. Bây giờ chúng ta đến cái thời giờ để sinh hoạt, và trước khi bước vào câu Phật ngôn 334, hãy xin phép được tán dương ân đức tam bảo Ratanataya Sawanda Mi Buddho Mahesi Arahang Tathai Gato Lo Puttamo Pagaro Vichet Tako Lo Kasa Sathai Chanadam Mako Vido Vanda Mahan Tăng Narapu. Cái này giác cần Như Lai giác ngộ pháp màu, Ngài bậc trí thức không đau sinh bằng, thoát ly phiền não cho chăng, tối thượng giáo chủ, tiên năng vô lượng. Chứ để Ngài có tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần, con xin đảnh lễ Phật ân, đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Nam mô Bát Đi Bồ Tát Ta Sa Sa Thu Nô Lô Ca Na Mình Tha Sa Vi Na Kha Rô Pô Sa Pa Nhu Bút Thập Bát Ti Phu Ti Sinh Nha Tô Quần Đà Ma Hành Tăng Na Ra Phu. Cái này nhắc cần Pháp Bảo Vi Anh Đà Như Lai Cho Sáng Rạc Màng Vô Minh Phái Tan Lâm Lạc Chúng Sinh Đệ Dân Phật Tổ Quang Minh Rõ Ràng. Con xin lễ lễ Pháp Quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khô vi sô thô chú gá ta sá sá quá cô sá khá sú ca mô quá rá thầm mạ sá khá cô niên đà bá sân sá đi á nà đá rô quá rô văn đà mạ hàng tầng đá rá phù. Cha này giá cần Tăng bảo tinh văn Phật Đà tâm học không rõ nhưng mà khó khăn, các ngài thanh tịnh lý trần xa liệt theo pháp phàm nhân ai biệt. Con xin lãnh lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ratanatayate che nasikha me e tuva thanantasa vi anupa ve nasahasa ye nasik cha tu. Cầu xin tâm bảo uy linh cho con tấm hoa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Dạ. Phần tăng dương ân đức tam bảo đã xong. Bây giờ chúng ta nhìn lên màn hình ha. Câu Phật ngôn 334. Và chúng ta đi vào đề tài ngày hôm nay. Các tên chúng ta xin đọc trước. Rồi quý vị y cứ vào đó xác minh trường âm đoạn âm, rồi thử lại cái giọng của mình coi thì đọc đúng hay đọc sai theo dẫn kinh và dẫn kệ. Hôm nay đợt hàng của chúng ta không có chi tăng nào hết ha. Để lúc Pháp Trang cũng không có, mà Thượng Tọa Thanh Tâm cũng không có ha. Nhưng bên trước nhà thì bên nam không có, nữ thì chỉ có mình của tu nữ Phúc Hạnh ha. Rồi, mến chào của tu nữ Phúc Hạnh. Rồi, mến chào chú Tiền Nam, tín nữ, thiền hữu trí thức. Bây giờ chúng ta bắt đầu sinh hoạt ha. 4 giờ 40 rồi. Manuchasa pamattaccha rino Manuchasa pamattaccha rino
manuchasa bhamata charino. Như vậy đó là câu đầu tiên ha. Câu số 2, tanha wat thati ma lu wa viya, tanha wat thati ma lu wa viya, tanha wat thati ma lu wa viya. Bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này ha. Manu manu chasa bhamata charino tanha watthati maluwa viya, manu chasa bhamata charino tanha watthati maluwa viya, manu chasa bhamata Sa-cha-ri-no-tan-ha-wat-tha-ti-ma-lu-wa-vi-ya. Như vậy câu 1, câu 2 chúng ta ôn lại rồi ha. Bây giờ qua câu 3, câu 4. So-pha-la-ti-ha. Chỗ này quý vị đọc nhanh chút ha. Pha-la-pha-la à, chứ không phải pha-la ha. À, chỗ chữ lá ý chứ không phải là ba lá. So lá tí hu wa hu tăng, so lá tí và lá wa tí hu ra hu rằng, so lá wa tí hu ra hu rằng. Rồi câu 4 ha. Palamit palamicchang wa wa vanasmin wa naro, palamicchang wa wa vanasmin wa naro, palamicchang wa wa vanasmin wa naro. À, câu này đọc hơi lẻo lưỡi ha, khó đọc cho mà dễ đầu. Rồi chúng ta hãy chú tâm và ghi nhận thì khó khăn, cố gắng vượt qua câu 3, câu 4 nha. So pra vati hu la hu lang pala mi chang wa wa nas ming wa na ro, so phala vati hu ra hu rằng phala mít chẳng wa wa nas min wa na ro. Lần thứ ba, so phala vati hu ra hu rằng phala mít chẳng wa wa nas min wa na ro. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại từ câu 1 tới câu 4 ha. Manuchasabhamattacharino tanha watthati wa luwa viyaso phala vati hura hurang phala mityang vavanasmin wa naro. Rồi, đọc lại lần thứ hai. Manuchasa bhamata charino tanha watthati ma luwa viyaso phalavati hura hurang phalamicchang vavanasmin wa naro. Manuchasa bhamata charino tanha watthati ma luwa viyaso phala
niềm tin rất là khó đọc à. Rồi đây giọng kệ đọc ra này. Này coi thử ta đọc đại đi ha, chạy mà sao cũng được hết. Manuchasa Baman Tacharino Tanha Wotha Tanha Wotha Tima Luwa Viya Song Plawati Hura Hura Palamichang Wa Wanasmin Wanaro. Hơi khó. Manuchasa Ba mật ta cha ri nô tan ha wa tha ti ma lu wa vi ya su pra wa ti hu ra hu rang va la mi chang va wa na ming wa ra na ru manu cha sa ba mật ta cha ri nô Tanhavatha Tima Luwa Viya So Plamati Hura Hura Palamichang Vavana Mingwa Narum. Rồi, như vậy cũng đã hoàn thành xong. Đây là bốn phần trách nhiệm của quý vị. Rồi quý vị cố gắng để thi. Rồi ai người ta hai tay nhưng mà xiết kim tới ba tay luôn kìa. Đây rồi xiết kim thôi, lên đầu tiên đi. Rồi sa thu giọng kinh giọng kệ chúng ta nghe xiết kim làm mở hàng trước ha. Con xin kính chào sư Chí Đức, cô các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Con nghe giọng sư bữa nay nha, thấy mệt mỏi nha. Đúng là con thấy vô thường đó, là con thấy sư vô thường rồi đó sư. Mệt mỏi, sư cứ uể oải. Chắc bữa nay sư không có quẩn mà càm ra làm con đâu sư. Con biết nhiều khi con đọc nhanh cái con không suy nghĩ sư. Cái con thấy trường âm đọc thư giọng nguyên âm con cứ... Con nghĩ nó trường âm đọc nguyên âm mà con cái miệng con nói trường âm nhắn lạ lùng á. Cái này chắc cái nghiệp chị sư ha. Nhưng mà không sao, con sẽ gắng mở hàng. Câu này sư nói khó, tại vì sư mệt rồi. À, cái này gọi là gì, sư phải tụng kinh Tam Bảo cho nhập hạ gì không sư? Thành ra mấy sư lại thì sáng sớm mấy sư đều thức dậy sớm đọc kinh rồi lum la không sư? Làm ông sư đâu có khỏe đâu, sư cũng bận rộn dữ lắm chứ đâu có phải ấy đâu. Nhất là sư là chủ trì nữa ha. Trời ơi, sao không thấy ai nghe con âm thanh rõ gì á. À, có ngày à, có hai người nghe rõ thôi sư ơi. Vậy giờ có ba người thôi, bắt đầu đậu đọc đi để sư la mấy người kia nó nhiệt chạy. Rồi con xin đọc kinh Pháp Cú, đọc phân tích, đọc kinh, đọc kệ, phân tích và làm luôn một chặng luôn, một gọn nguyên gói luôn. À, bữa nay học kinh Pháp Cú 334. À, con đọc à. Manuchasabamattacharino tanha vattati ma luwa viyaso palawati hura hurang palamichang vavanasmin vad vanaro. Manuchasabamattacharino tanha vattati ma luwa viyaso palawati hura hurang palamichang vavanasmin vanaro. Manu là hai đoạn âm, chas là trường âm ngắn, sa ba là hai đoạn âm, mắt trường âm ngắn, tá đoạn âm, cha trường âm thông thường, rí đoạn âm, nô trường âm thông thường. Câu số 2. Tăng ha quắc tha tí mà lú hòa quý giá, tăng trường âm ngắn, ha trường âm thông thường, quắc trường âm ngắn, thá tí hai đoạn âm, ma trường âm thông thường, lú đoạn âm, qua trường âm thông thường, quý giá hai đoạn âm.
câu số 3 và câu số 4. So Bhagavati Hura Hurang Palamichang Vavanasmin Vanaro. So trường âm thông thường. Phá quá tí hú là bốn đoạn âm. Ra trường âm thông thường, hú đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Bá lá hai đoạn âm, mít trường âm nhắn, chăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quá quá hai đoạn âm, nas là trường âm nhắn, minh trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Qua trường âm thông thường, ná đoạn âm, rô trường âm thông thường. Đọc lại nguyên bài luôn, không biết có bị kẹt lưỡi không nữa. Để thở một chút thôi đây. Manucha sabamapta cha rino tăng ha vaktati ma luwa viyaso bhagavati hura hurang palamichang vavanasmin vanaro. Manucha sabamapta cha rino tăng hà quát tha tí mà lưu hòa quý giá sồ bá quá tí hú rà hú rằng bá lá mít chẳng quá quá nát mình hòa ná rồ mà nô cha xa ba mắt ta cha ri nô tăng hà quát thi tí mà lưu hòa quý giá sồ sồ bá quá tí hú rà hú rằng bá lá mít chẳng quá quá nát mình hòa ná rồ Manu cha sa pa map ta cha vi no tang ha wap ti ti ma lu wa wi ya so pa la, so pa wa ti hu ra hu rang pa la me chang wa wa nas min wa na ro. Người sống đời phóng dật, ái tăng như dây leo, nhảy đời này đời khác như vượng tham quả rừng. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Trời ơi, thấy ổng cho ba cái bông hướng dương rồi. Chắc không, bữa nay không có càm ràm gì. Mà cũng không có sức đâu càm ràm, nghỉ mệt rồi đó. Sư uống sữa, uống cà phê gì đấy sư ha. Cảm ơn Hồng Thị Kim Nhung, Quảng Thanh, Na Quang Thanh 80, Hà 420, Giang Nhất Hạ của cô Nhật Quỳnh đó. Cho mỗi người ba cái bông. Chà, bữa nay cấm bông đã luôn. Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, con xin nhường máy lại cho người khác. Dạ, Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya. Con kính lãnh lễ Ngài Trí Đức, con kính chào đạo tràng và con xin trả bài. Manu chassa bhammata ca ta cha rino tanh hà vat tha ti ma lu hòa quý gia sô flat vat ti hù ra hù rằng pha la mít chằng quá quá nas min wa na ro. Manu chassa bhammata cha rino, má là đoạn, má nú là hai đoạn âm, chas là trường âm nhấn, xá bá là hai đoạn âm, mát là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, cha trường âm thông thường, rí trường âm đoạn âm, nô trường âm thông thường. Manu chas xá bá mát tá cha rí nô tành hà quách thá tí ma lu quá quý giá. Quý giá tanh là trường âm nhấn, ha là trường âm đọc, trường âm thông thường, quách là trường âm nhấn, thá tí là hai đoạn âm, ma là trường âm thông thường, lú là đoạn âm, qua là trường âm thông thường, quý giá là hai đoạn âm. Manu chát xá ba mát ta cha vi nô tành hà quách tha ti mà lú hòa quý giá giá. So flat quá tí hú ra hú rằng, so là trường âm thông thường, flat quá
tí hú là bốn đoạn âm ra trường âm thông thường, hú đoạn âm răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. So so flat quá tí hú ra hú răng. Pha pha lá mít chằng quá quá nas mình quà naro. Flat flat phá lá là hai đoạn âm, mít là trường âm nhấn, chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá quá là hai đoạn âm, nas là trường âm nhấn, minh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, qua là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, rô là trường âm thông thường. So flat wati hu ra hu rằng phá lá nít chằng quá quá nas mình và naro. Dạ con xin đọc lại bốn câu. Manu chasa bamata charino tanha watati ma lu quá quý già so flat quá tí hú và hú rằng phá la mít chằng quá quá nas mình quà ná rồ. Dạ con xin kể. Manu cha sa ba mata charino tan ha wat tha ti ma lu wa wi ya so flat wa ti hu ra hu rang flat pha la mi chằng wa wa nas min wa na na ro. Dạ con xin sám hối, con không có cãi hay lắm, con xin trao mất. Alo. Dạ. Dạ cho con. Trước tiên con xin kính đại sư và xin kính chào tất cả quý vị trong lớp. Cho con xin phép được đọc câu kinh Pháp Cú số 333. Manuyat sapamattaccha. Con xin lỗi. Manuyat sapamattaccha rino tam ha vattatima luva viyaso lapatihura hurang palamit chẳng và vanat mình và naro. Dạ vậy câu 334 hả Sách Kim? Dạ manuyat manuyat sapamattaccha rino má nú là hai đoạn âm, chát là trường âm nhấn, xá bá là hai đoạn âm, mát là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, cha là âm thông thường, rí là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Tàn hà vát thát y mà lu và ví giá. Tàn hà tam là trường âm nhấn, ha là trường âm thông thường, vát là trường âm nhấn, thá tí là hai đoạn âm, ma là trường âm thông thường, lú là đoạn âm, va là trường âm thông thường, quý giá là hai đoạn âm. Manu chap sapamat ta cha rino tan ha vat tatima luva viya. Câu 3 và câu 4. So lavatiu ra hu rang palamit chang vavanas min va naro. So là so lavatiu ra hu rang. So là trường âm thông thường. Lavati là ba đoạn âm, hú là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, hú là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Palamit chằng vavanas min pa naro. Pa lá là hai đoạn âm, mít là trường âm nhấn, chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Vá vá là hai đoạn âm, nas là trường âm nhấn, min là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Va là trường âm thông thường, na là trường là đoạn âm, rô là trường âm thông thường. So blabati hu ra hu rằng palamit chằng vavanas min va na rô. Và con xin đọc lại bốn câu.
manujat sabamatta cha rino tanha vattati ma luva viyaso lavatiu ra hu rằng palamit chẳng pavanat mình và nát rồ manujat manujat sabamatta cha rino tanha vattati ma luva viyaso lavatiu ra hu rằng palamit chẳng vavanas min và naro. Dạ, con xin đọc lại thêm lần nữa, cho phép con đọc lại một lần nữa. Manujat manujat sabamatta cha rino tanha vattati ma luva viyaso lavati hura hu rằng palamit chẳng vavanas min và naro. Dạ, con xin hết, xin sư sửa bài và xin mời vị kế tiếp. Dạ, alo ạ. Alo, alo ạ. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn Nhật Hạ, cảm ơn Thiện Vũ, dạ, cảm ơn Đạo Tràng. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức, con kính đảnh lễ Cô Tu Nữ Phúc Hạnh, kính chào các anh chị trong Đạo Tràng. Con xin trả bài câu Phật ngôn 334 ạ. Manucha sabamatta charino tanha wat thati malu wa viyaso plavati hura hurang palamik chang wawanas ming wanaro manucha sabamatta charino tanha wat thati malu wa viyaso plavati hura hurang. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Má nú là hai đoạn âm, chas là trường âm nhấn, xá bá là hai đoạn âm, mắt là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, rí là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, tan là trường âm nhấn, ha là trường âm thông thường, quất là trường âm nhấn, thá tí là hai đoạn âm, ma là trường âm thông thường, lú là đoạn âm, qua là trường âm thông thường, quý là hai đoạn âm. Manucha sabamatta charino tanha vattati ma luva viya so plavati hura hurang palamik chang vavanas min vanaro. So là trường âm thông thường, lá, quá, tí, hú là bốn đoạn âm, ra là trường âm thông thường, hú là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phá, lá là hai đoạn âm, mic là trường âm nhấn, chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá, quá là hai đoạn âm, nas là trường âm nhấn, minh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, qua là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, rô là trường âm thông thường. Con xin đọc bốn câu lại ạ. Manucha sabamatta charino tanha vattati ma luva viyaso plavati hura hurang palamik chang vavanas min vanaro. Dạ, con xin kể ạ. Manucha sabamatta charino tanha vattati malu vaviya soplavati hura hurang palamicchang vavanas mingvanaro. Dạ, con đã đọc phân tích và kệ xong, con xin xuống mic ạ. Dạ, con kính cảm ơn sư. Dạ, kính mời vị kế tiếp. Dạ, thân mời Thiện Vũ ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con xin kính đảnh lễ quý chư Tăng. Con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Con xin kính chào quý đạo hữu.
con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú 334. Đầu tiên con phân tích cách đọc của câu 1, câu 2. Má nú chát xá bá mát bá chà rí nô tăng hà bát thá tí mà lú và ví giá. Má nú là hai đoạn âm, chát là trường âm nhấn, xá bá là hai đoạn âm, mát là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, rí là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, tăng là trường âm nhấn, ha là trường âm thông thường, bát là trường âm nhấn, thá, tí là hai đoạn âm, ma là trường âm thông thường, lú là đoạn âm, va là trường âm thông thường, ví giá là hai đoạn âm. Con xin đọc lại câu 1, câu 2. Manu chát sa ba mát ta chà ri nô tành hà vát tha ti ma lu và vi giá. Con xin phân tích cách đọc câu 3, câu 4. So la va ti hu ra hu rằng pa la mít chàng va va nát mình và na rô. So là trường âm thông thường. La va ti hu là bốn đoạn âm, ra là trường âm thông thường, hú là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phá lá là hai đoạn âm, mít là trường âm nhấn, chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vá vá là hai đoạn âm, nát là trường âm nhấn, ninh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, va là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, rô là trường âm thông thường. Con xin đọc lại câu 3, câu 4. So la ba ti hu ra hu rằng pa la mít chăng ba ba na mình ba na rô. Con xin đọc lại nguyên 4 câu của câu pháp cú 334. Manu chát sa ba mát ta chà ri nô tành hà bát tha ti ma lu và vi ra sô. La ba ti hu ra hu rằng pa la mít chàng ba ba nát mình và ba rồ. Dạ con xin kệ câu pháp cú 334. Mà nu chát sa ha ta mát ta cha ri nô tành ha ba tha ti ma lu ba vi ya so la ba ti hu ra hu rằng và la mít trắng ba ba nát mình và na rô. Dạ con sai, con xin sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ nam mô Buddhaya, nam mô Dhammaya, nam mô Sanghaya. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức và con kính đảnh lễ sư Pháp Trang đưa vào đầu tràng. Con kính lễ với bà với cô Thu Nữ và con kính chào đầu tràng. Dạ, cảm ơn Sít Kim Nhung, cảm ơn Sơn Đà Men. Dạ, cảm ơn Trình Vũ cho Nguyên Giang Nhất Hạ cho biết âm thanh rõ. Dạ, con xin phân tích đọc và kể câu pháp cú 334. Dạ, con không thấy bài, con không biết xích Nhật Bình. Để con kéo xuống. Bài học 334. Dạ, con kính tri ân sư. Dạ, 334. Dạ, câu số 1 và câu số 2. Manu chát xá bá mát tá chà rí nô tành hà vách thá tí mà lu hòa vi giá. Câu số 1, má là đoạn âm, nú là đoạn âm, chát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, má, bá là đoạn âm, mát là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, rí là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Và câu số 2, tanh là trường âm nhấn, ha là trường âm thông thường, quát là trường âm nhấn, thá tí là hai đoạn âm, ma là trường âm thông thường, lú là đoạn âm, qua là trường âm thông thường, quý giá là hai đoạn âm. Dạ,
câu số 3 và câu số 4. So Blavati Hura Hurang Palamik Chang Wawanas Min Wanaro. Câu số 3, so là trường âm thông thường, quá tí là ba đoạn âm, hú là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, hú là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và câu số 4, phá là đoạn âm, lá là đoạn âm, mix là trường âm nhấn, chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá, quá là hai đoạn âm, nas là trường âm nhấn, min là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, wa là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, ro là trường âm thông thường. Dạ con xin đọc lại bốn câu. Manuccha pamattaccha rino tanha vatthati maluva viyaso plasva tihura hurang palamik chang wawanasmin wanaro. Manuccha manuccha sabamat tacharino tanha vatthati ma luva viya so prajvati hura hurang phalamik chang vavanasmin vanaro. Và con xin kể. Manuccha bhamanta charino tanha vatha timaruva viya so blavati hura hurang palamichang vavanatmin vanaro. Manuccha sabamanta charino tanha vatha timaruva viya so blavati hura hurang phalamichang vavanatmin vanaro. Dạ con đã đọc phân tích và đọc và kể xong, con có sai con mong ngài sửa lỗi giùm con ạ. Con kính cảm ơn đạo tràng. Dạ kính mời Giang Nhật Hạ lên ạ. Nam mô Bụt Thà Giá. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Pháp Trang, quý sư, quý cô tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc và phân tích câu pháp cú 334 ạ. Dạ. Manuccha bat. Ồ dạ cho con nhìn cái bài lại, con kéo xuống ạ. Manuccha bhamattaccharino tanha vatthati maluva viya viya so plavati hura hurang phalamicchang vavanasmin vanaro. Dạ câu số 1 và câu số 2. Manuccha bhamattaccharino tanha vatthati maluva viya. Ma nu là hai đoạn âm, chas là trường âm nhấn, xá bá là hai đoạn âm, mát là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, rí là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, tanh là trường âm nhấn, ha là trường âm thông thường, quát là trường âm nhấn, thá tí là hai đoạn âm,
Ma là trường âm thông thường, lú là đoạn âm, qua là trường âm thông thường, quý, giá là hai đoạn âm. Và câu số 3 và câu số 4. So plavati hu ra hu rang phalamit chang wa wa nas min wa na ro. So là trường âm thông, pla va ti hu là bốn đoạn âm, ra là trường âm thông thường, hú là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phá lá là hai đoạn âm, mít là trường âm nhấn, chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vá vá là hai đoạn âm, nát là trường âm nhấn, minh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, va là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, rô là trường âm thông thường. Và con xin đọc lại bốn câu. Manuchasabhamatta charino tanha vathati maluva viya so plavati hura hurang phalamit chang vavanas ming vanaro Manuchasabhamatta tacharino tanha vathati maluva viya so plavati hura hurang phalamit chang vavanas min vanaro. Dạ con xin kể luôn ạ. Manuchasa bhamata charino tanha vatha ti malu vaviya soplavati hura hurang falamichang vavanasmin vanaro manuchasa bhamata charino tanha vatha ti malu vaviya Soplavati hura hurang phalamichang vavanasmin vanaro. Dạ con xin xuống mic. Có sai nhờ sư sửa giùm con. Xin mời vị kế tiếp ạ. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ một lần nữa con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Trang cùng Chư Tôn Đức và Quang Lâm vào đạo tràng. Nhục bình kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhục bình kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn Thiền Vũ, cảm ơn Sister Man cho Nhục bình biết được tín hiệu. Dạ còn vị nào chưa chưa trả bài phải không? Để Nhục bình điểm danh coi nha. Dạ Nhục Quỳnh tranh thủ chạy ra ngoài. Dạ cảm ơn Kim Nhung, nghe Quỳnh Giang Nhật Hà không có bốt bài, ngày không có bốt bài lật đật chạy lời. Dạ thành ra không, Quỳnh không biết vị nào đã trả bài rồi. Duyên này chắc chắn là Duyên chưa trả bài rồi. Quang Thanh có thể thử mic không? Quang Thanh ơi, hôm nay có thể cầm mic thử mic không, cho Nhục Quỳnh một tín hiệu đi. Alo, Quang Thanh có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Có thử cầm mic trả bài không? Cứ lên cầm mic đi, đọc đi, sai chỗ nào. Rồi mời Quang Thanh nha, cứ sai chỗ nào ngày sửa chỗ đó thì mau nhớ hơn. Rồi mời Quang Thanh. Rồi bạn không ngâm mít được, cho mình xin trả bài trước. Thấy khi nào được thì giơ tay nha, mà coi chừng mất quyền lợi đó nha.
ngài kêu lên mà không có, ngài cho qua đò luôn á ngang. Dạ cảm ơn đạo tràng. Dạ bây giờ con xin được trả bài Pháp Cú Kinh số 334. Dạ cảm ơn đạo tràng cho nhục mình biết được tín hiệu. Manuchasabhamattacharino tanha vatthatima duva viyaso malakwati hura hurang phalamit chang vavanasmin vanaro. Manuchasabhamattacharino tanha vatthatima duva viyaso malakwati. Dạ con sai rồi. Phalawati hura hurang phalamit chang vavanasmin vanaro. Manu hai đoạn âm, chát là trường âm nhấn, xá bá hai đoạn âm, mát là trường âm nhấn, tá đoạn âm, cha trường âm thông thường, rí đoạn âm, nô trường âm thông thường, tành trường âm nhấn, tha trường âm thông thường, quách trường âm nhấn, tha tí hai đoạn âm, ma trường âm thông thường, lũ đoạn âm, qua trường âm thông thường, quý giá hai đoạn âm. Con xin ôn lại hai câu số 1 và số 2. Manukat sabamata charino tanha watthatima luwa quý giá. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. So trường âm thông thường. Ra quá tí ba đoạn âm. Hú đoạn âm. Ra trường âm thông thường, hú đoạn âm, răng trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Phá lá hai đoạn âm, mít trường âm nhấn, trăng trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Quá quá hai đoạn âm, nát trường âm nhấn, min trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Qua trường âm thông thường, na đoạn âm, rô trường âm thông thường. Sơ palawati hura hurang palamit chang vavanasmin vanaro. Con xin ông đại nguyên câu. Manucha sabamata charino tanha vatthatima duva viyaso palawati hura hurang palamit chang vavanasmin vanaro. Manucha sabamata charino tanha vatthatima tima luva viyaso palawati hura hurang palamit chang vavanasmin vanaro. Dạ con xin kệ chiếc lá mùa xuân chờ Nhật Quỳnh chút xíu ha. Manuchasabhamattacharino tanha vatthatima luva viyaso so palawati hura hurang palamit chang qua panasmin qua naro. Manuchasa ba mata charino tanha vatthati maluva viya so palawati hura hurang palamit chang qua panasmin qua na rô. Manucha sabbamatta carino tanha vatthati maluva viya so so lavati hu so lao so lavati hu ra hu răng palamit chăng qua vatthatmin
Qua na trô. Dạ con đã đọc, đã phân tích và kể luôn rồi. Dạ con xin sám hối đạo tràng, do con có điện thoại nó treo nên con bị hơi phân tâm một chút, con có sai chỗ nào ngài chỉ dạy cho con sửa. Dạ kính mời chiếc lá mùa xuân nha. Dạ con kính đảnh lễ ngài chị Đức, con xin kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu 334. Manuchasapamattacharino tanha vatthatima luva viya luviya. Manu là hai đoạn âm, chas là trường âm nhấn, sa ba ma sa ba là hai đoạn âm, mat là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, rí là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, tăng là trường âm nhấn, ha là trường âm thông thường, quách là trường âm nhấn, thá tí là hai đoạn âm, ma là trường âm thông thường, lú là đoạn âm, qua là trường âm thông thường, quý giá là hai đoạn âm, so đọc lại con. Manuchasapamattacharino tanha vatthatima luva viya so lavati hura hurang phalamit chẳng qua quá nas mình qua naro. So là trường âm thông thường, lá là và lá là trường đoạn âm, lá quá tí hú là bốn đoạn âm, ra là trường âm thông thường, hú là trường âm hú là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phá lá phá lá là hai đoạn âm, mít là trường âm nhấn, chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá quá là hai đoạn âm, nas là trường âm nhấn, min là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, qua là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, rô là trường âm thông thường. So blawat tí hú ra hú rằng phá la mít chẳng quá quá nát mình quá nà quá ná rô. Con xin đọc lại bốn câu. Manu cha sa pa ma ta cha ri no tăng hà quá tha ti ma lu hòa quý giá sô quá la phá la quá tí hú ra hú rằng phá la mít chẳng qua qua nas mình qua naro. Con xin đọc lại lần nữa. Manuchasapamatta charino tanha vatthatima luva viyaso pla vati hura hurang palami chẳng qua qua nas mình qua naro. Dạ đã đọc xong, con xin xuống mic.
Dạ, con xin kính chào sư Chí Đức, sư Pháp Trang, các cô tu nữ và quý Phật tử. Cô Nhật Quỳnh bận rồi đó, nếu không bận là cô cầm mic rồi. Quý vị nào có muốn đọc không thì lên đọc đi. Còn không thôi, con xin mời sư lên nói như là dạy mấy cái gì cắt nghĩa mấy cái từ ngữ nghĩa của mấy cái câu của câu Pháp Cú 334. Còn ai muốn lên nữa không? Giơ tay lên đi. Giơ tay mà tôi không thấy đâu. Đánh chữ lên đó. Sư ơi sư, hết người đọc rồi sư ơi. Hơn 3 giờ rưỡi rồi. Từ vựng, ngữ vựng. Từ vựng là tiếng 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 sau này Việt cộng, chứ lúc trước tụi tôi gọi là ngữ vựng. Vocabulary. Ngữ vận, từ vận, ngữ vận đúng hơn. Ngữ là ngôn ngữ, vận là nghĩa của nó. Miết sư đi đâu nữa? Như vậy có vị nào muốn muốn đọc không? Giơ tay đọc đi, nói tôi nè, giơ tay nè. Cái câu 334 này chờ sư đó, vô nhập hạ là sư là chủ chùa, đủ thứ chuyện hết. Đọc kinh mở, đọc kinh Tam Bảo rồi gì, lo ăn uống cho mấy sư, khách lợi đông, người tới người lui, rồi tùm lum hết. Người ta lợi cơ cúng giường, dìm lum hết, trời ơi, chả tới giờ lui. Thức ăn ngày có hai bữa, buổi sáng với buổi trưa. Chạy lo tùm lum, còn thức dậy sớm, giảng kinh, giảng pháp nữa. Chọn cho chó ăn nó coi chừng chó nữa. Trời ơi, sống thấy ai lên như vậy? Chia sẻ cái gì? Chia sẻ cái bài nữa hả? Trời ơi, chắc chết chắc á. Sư có la không đó? Những câu này, người sống đời phóng dật, ái tăng như dây leo, nhảy đời này đời khác, mượn tham quả lừng. Những câu này, cái chữ chánh mà Đức Phật muốn nói là sống á. Phamatta Rino, phóng đời phóng vật, sống là sống gì? Sống cho đúng, đừng sống đời phóng vật. Phóng vật là nhảy lung tung, muốn cái này, muốn cái kia. Thì con người, chị nào mà vô dòng thánh rồi mới bớt. Xin thỉnh pháp hả? Xích viên lên hả? Rồi, lên đọc đi ha, xích viên chứ thỉnh pháp ba gì đó, lên đi nha. Rồi, trả máy lên nha, còn nha. Dạ, sa thủ kính cảm ơn Sích Kim. Dạ, Nam Mô Bụt Tha giá. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Quỳnh Thính Pháp ơi, lên trả bài đi. Dạ, cảm ơn Kim Nhung, cảm ơn Sích Kim cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Đang chia sẻ rồi, thấy chắc lên cái là thật lật đặt bỏ bích xuống, công nhận lúc này Sích Kim giỏi ghê luôn nha. Dạ, và kệ cũng hay luôn. Dạ, sinh viên ơi, Quỳnh Thính Pháp ơi, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Đang làm, rồi, đang làm, không kêu gọi nữa. Rồi bây giờ sinh viên có cầm mic được không? Có đang làm không? Dạ, sao nhờ Nhật Quỳnh vậy? Sinh viên có cầm mic được không? Hay đang làm luôn. Rồi giờ Quang Thanh có cầm mic được không? Dạ. Dạ mời, để coi Quang Thanh còn trong máy không, trong đùm không. Quang Thanh chạy đã mất tiêu rồi. Dạ con thành kính đảnh lễ Đại Đức Trang. Dạ sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Chưa nghe được âm thanh con, sư cho con một tín hiệu bạch sư. Alo alo, Đại Đức Pháp Trang có nghe được âm thanh con không? Dạ mà bữa nay mít ế quá này sư. Nhầm ngủ thiện. Dạ bữa nay mít ế quá đại sư. Dạ đại đức Pháp Trang ơi, con bữa nay con điền khuyết tung lâm tà la. Dạ điền khuyết cho chị mít ta rồi mà thế cho ngài. Rồi bây giờ thì ngài mới điện thoại đạo tràng sinh hoạt chút xíu đi, ngài trở vào đang bận việc ở dưới chùa.
Bây giờ con thỉnh đại đức Pháp Trang để Pháp Trang cũng im ru. Dạ. Mời ai cũng không được, mít ế quá. Mà kỳ này thì không dám quăng mít rồi, Kim Nhung. Nhật Quỳnh không dám quăng mít rồi. Tại vì là ngài đã điện thoại rồi, mà quăng mít một cái là ngài đuổi đi không kịp luôn đó. Nên là thôi không dám quăng mít. Dạ, có bạn Đa Xích Kim, mời Xích Kim. Dạ, kính chào quý vị ha. Chia sẻ ha. Chia sẻ, cứ chia mà có sẻ nữa. Chia ra rồi sẻ nữa. Đã chia mà còn sẻ nữa. Sẻ là sẻ nha. Tức mình nghe nghe nói là sẻ dưa hấu là cắt cắt nhỏ nhỏ đúng không? Cắt ra, và chia, cắt ra. Chia là chia ra. Chia ra, cắt nhỏ, chia ra. Nó giống nhau mà tại sao nó dùng chia sẻ ta? Tôi không hiểu ha. Cũng như là vị cộng có những câu vui ha. Nghèo bền bỉ, ngu bền bỉ. Cái chữ nó dùng nó trái ngược nhau ha. Nên nghe không hiểu. Hồi đó mới vô tôi nghe mấy ông nói chứ hồ hởi, nhất trí, bức xúc. Tôi hiểu tôi chắc liền á. Nhưng mà quý vị muốn chia sẻ này, muốn tôi nghĩ về cái câu này thì tôi nói vậy có sao không ta? Có bị la vậy không? Nếu bị la vậy là không biết nói gì trơn, đâu biết nói gì đâu. Tôi không có nói chuyện này chuyện kia nhiều được, tôi chỉ nói đại khái vài chữ vậy thôi. Nếu mà muốn tôi chia sẻ cái câu này, tôi nghĩ như thế nào á, tôi muốn nghĩ cái, tôi nói những ý nghĩ mà tôi hiểu về câu này á, thì quý vị nói ok Salem tới luôn bắt tài đi, thì tôi nói cẩn thôi, không biết nói gì nữa, đâu biết nói gì đâu. Dạ vậy cái gì trời, cái gì cũng dạ, ai biết dạ gì trời. Ok hay not ok, nói muốn tôi chia nói những ý nghĩ tôi nghĩ về cái câu này thì tôi làm ha. Chỉ con mình cô Hồng Thị Kim Nhung hả? Còn mấy người kia vô ngủ thiền hết trơn sao? Cô Nhật Quỳnh thì bận quá rồi, sư thì cũng bận rồi. Nhập hạ là mấy ngày đó là tùm lum tùm la hết. Người ta lợi sinh cúng dường ghi danh ha, làm gì đủ thứ hết đó. Rồi mỹ nó đủ thứ hết. Con mình cô Hồng Thị Kim Nhung hả? Cô nói dạ, còn mấy người kia có thích không? Hay vô ngủ thiền đi hết trơn rồi. Giờ này phải chờ sư lên là nói về ngữ vận, nói nghĩa ngữ vận tùm lum mà sư nói, cô Nhật Quỳnh nói là sư bận mà bận gì ta? Rồi chừng nào bận hồi sư có trở lại không? Nghe yeah, chỉ có mình có Hồng Nhị Kim Nhung là kêu tôi nói ý nghĩa câu này thôi, còn mấy vị vậy? Quý vị khác thì không nói gì chân, tôi đi xuống nha. Cô Nhật Quỳnh cầm máy tiếp nha. Cô Nhật Quỳnh không nói gì á. Dạ đang nghe. Ok nói hả? Tôi nghĩ sao tôi nói trong cái câu này ha, hai người ha. Rồi mấy người kia có đồng ý không vậy ta? Bỏ thêm phải ít nhất một người nữa thì ta mới nói cho mấy người nghe. Rồi ba em được rồi đó, bây giờ nói nha. Trong cái câu này Manu Chasabamapta Charino Tăng Hà Vathati Mà Lũ Hòa Quý Giá Sồ Bawati Hú Rà Hú Rằng Palamit Trần Wanasmin Hòa Ná Rồ. Thì cái câu này á, là cái chuyện chính của nó là cái, trong cái phẩm này là phẩm bắt đầu của phẩm ái dục. Thì ái dục với vô minh là hai cái nguyên nhân chính mà làm cho con người ta luân hồi không bao giờ ngừng nghỉ hết. Thì trong cái chữ này Đức Phật nhấn mạnh tới cái chữ sống. Tại vì mình không sống là mình chết. Chết là bỏ cái mạng này đi qua cái kiếp khác. Tức là đi qua cái ngôi, Đức Phật nói là cái nhà này bị phá bỏ rồi, đi Ma Dương làm cho mình một cái nhà khác. Đợi đến khi nào mà giống như Đức Phật nói vì ta biết ai là xây nhà cho ta, ta biết ai làm cột, làm kèo, làm sườn cho cái nhà ta. Bây giờ ta biết rồi. Thì Ngài phá bỏ cái đó là ta vô dòng thánh hả quý vị? Thì dòng thánh, cái dòng thánh mà thấp nhất á, là sơ đạo, sơ quả, hai bên bắt tâm là kêu là tu đào quần, tu đào hoàng vậy đó. Nhưng mà cái dòng thánh thứ nhất đó nó thấp nhưng mà nó là khó nhất trong các dòng thánh khác. Tại vì nếu mà cắt bỏ hết mà thân kiến, hoài nghi giới cấm thủ đó, cái thân kiến là khó nhất, cắt bỏ cái đó là khó nhất. Vô trong rồi đó là từ từ thôi, từ từ mấy cái kia từ từ giảm 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 thôi, và cái cuối cùng là
tứ đạo tứ quả đó, tức là Arahanta đó, thì là khó nhất, tại vì phải cắt hết các vô minh đó, mấy cái phóng vật đó, đủ thứ thì mới vô Arahant. Nhưng mà cái thứ nhất là khó nhất, cái thứ hai là cái thứ tư đó là khó. Nhưng mà đã vô dòng thánh rồi, từ từ nó cũng nhừ, nó cũng xong mà còn chưa vô dòng thánh. Luân hồi mệt nghỉ cà tha, bút chỉ cà tha, mệt nghỉ luôn, dễ sợ lắm. Thì trong này thì Đức Phật nói ai mà sống đời phóng dật đó. Phóng dật có nghĩa là mình không có chánh niệm, không có tỉnh giác, không có tinh tấn, cứ vui theo cái lục trần đó. Thấy cảnh tốt đi theo, nghe lời ngon tiếng ngọt, thấy cảnh sắc hấp dẫn mê ly vùng rợn theo. Nhưng cái đó khó lắm, tại vì từ đời này đời kia ai cũng thích giống như vậy hết, ai cũng thích sướng, cũng thích giàu, đâu ai thích khổ đâu. Thấy những cái vị tỳ kheo mà phải làm muốn vô sinh đó, tức là vô dòng A-la-hán đó, tức là dứt đó, là phải làm, phải đầy đủ 10 cái ba la mật. Mà có những người họ sống theo thú tăng giá đó, tới hạnh đầu đà, theo hạnh đầu đà mà tôi đọc trong thanh tịnh đạo đó, có 13 pháp thì khó dễ sợ luôn vậy đó. Nó có loại thượng, trung bình rồi hạ, rồi trong đó làm sao, trời ơi khó quá. Nội đọc xong cái giới không, quá trời giới luôn. Giới đó nó có giới lũng, giới bị lũng, bị xé rách, rồi giới bị lem lũng, hôi đủ thứ nhiều lắm. Mình nghe giới mình thấy năm giới thấy thường ha, nhưng mà trong cái giới vô trong đó, nó thâm sâu vô đó, nó chia chẻ ra, trời ơi mới thấy Đức Phật khủng khiếp luôn. Ngày chia những cái tâm trạng con người ta như thế nào ôi, quá trời quá đất luôn. Thì những khi mà giữ giới được đó thì cái cây nó sẽ kiềm hãm được cái ái dục của mình. Nếu mà không kiềm hãm ái dục đó, trong đây nè, tăng ha đó, là ái dục đó, quốc thái trí ma lũ hòa quý giá, nó tăng như cái dây leo đó, trong như là trồng bầu trồng bí, những cái dây mà trồng bầu trồng bí thì nó leo dữ lắm. Nhưng mà hồi đó tôi trong nhà tôi có trồng cây trầu bà đó, con phát tô đó, nó leo dữ lắm, nó leo dữ lắm, mà nó đâu có cần đất đâu, nó chế nước thôi nó cũng sống nữa, nó leo. Còn những dây leo mà tôi thấy ở dưới quê á, hay những dây mà người ta trồng làm hàng rào đó, nó leo tự nảy kia, nó rối nùi trong đó, không biết cái chỗ nào, cái chỗ nào mà cái dây nào nó thuộc về cái dây nào, nó tùm lum đó. Thì cái điều quan trọng mình muốn đừng cho dây nó leo là chỉ là cắt cái rễ thôi, cắt cái rễ nhổ như chỗ cái gốc của nó, nhổ bung lên là xong. Còn nếu mà còn cái rễ thì cắt mấy cái đầu vòng vòng, nó cắt cái ngọn nó cũng leo tới leo lui. Thì giống như vậy đó, Đức Phật nói nhảy đời này theo đời khác, hú ra hú răng, cái này chia hết cái này tới kia, tức là luân hồi liên tục đó, rất là khó. Phá lá là mít chăng, phá lá là quả, trong Abhi Đàm Má đó, thì phá lá, móc gá, móc lá là đạo, phá lá là quả, quả mà cũng quả, cũng đạo quả, cũng giống như là mấy con vượng nó tham cái quả rừng. Mình ở đây mình đâu có thấy nhân đâu, mình chỉ thấy quả hả, thấy cảnh khổ, thấy cái vui xuống, cái đó là mấy cái quả thôi. Mình được hạnh phúc, mình được giàu có là do cái quả, do những cái nhân từ kiếp trước mình làm thôi, chứ mình đâu có thấy được cái nhân đâu. Phần lớn con người ta cứ làm theo ý thích, đâu có nhận xét là cái nhân mình làm là nó như thế nào đâu, cứ làm theo ý thích thôi. Nhỏ tôi cũng nghịch ngộm phá phách tùm lum thôi. Trời ơi, tôi đó, tôi giống như con trai vậy á. Trong phòng tôi là không có chơi búp bê, có mấy cục tràm, cục đá. Tôi có làm một cái giàn ná này không phải để bắn chim, mà tôi bắn người ta. Tại cái phòng học của tôi ngay cái đường hát á, rồi bên kia là miếng đất của ba má tôi để không á. Hồi lúc đó mấy chục năm về trước á, đất rộng nhiều lắm. Thì mấy người ta đi tối về tôi ngồi học bài, nó hay đái đó. Mà cái lỗ mũi tôi nó thính lắm, tôi nghe mùi hôi rồi tôi ghét lắm. Mà ta đang học, tôi nghe mấy đá lái, thì tôi xách lấy bột nạm đạn mấy cái đá mà đi học hay vòng vòng, mà tí đá nó nhỏ nhỏ là tôi lụm bỏ một túi à. Vậy bỏ trong cái hũ á, khi nào có người đá thì tôi lấy một nắm đó, tôi lấy cái giàn đá tôi lại bắn người ta. Mà nhỏ đâu biết, nhỏ 9-10 tuổi đâu biết, nhiều khi người ta nổi giận người ta quýnh làm sao.
đó, tôi chạy ra cái tôi mở cửa sau tôi bắn nè, đáy bậy nè, mấy bà chị ông anh tôi là nghe là chạy ra liền, tại vì họ biết nhiều khi họ đang đi tiểu lắm vậy đó, họ bực mình họ hậu quậy họ quýnh mà tôi nhỏ xíu à, tức tỷ à, thì phải ra để yểm trợ đó, mà tôi đâu có biết, tại mà tao tân nghịch dễ sợ lắm. Tôi không có chơi búp bê, không có chơi mấy cái đó, tôi chơi với con trai nhiều hơn con gái, để con gái nó chơi nó thua, nó chơi dở lắm, mà nó thua nó hay khóc lắm, mệt chứ lắm, mà mày khóc làm nước mắt nhiều quá, mai mốt mày nói dốc lấy nước mắt đâu mày khóc cho người ta tin mày, mày chơi với sức chơi khúc chịu ngồi khóc rồi mệt chết đi thôi. Dạ, yeah, đại khái như vậy. Thì trong cái câu này thì Đức Phật mới nói là nên sống cái kiềm chế mình, kiểm soát cái lục căn của mình á, với so với lục trần á, tức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý của mình á, phải kiểm soát đừng có thu thúc lại, để mà đừng có nó theo dưới là sắc thinh khí vị xuất pháp á, thì đừng theo đó thôi. Cô con đến giờ đi làm, dạ không tham cầm mít được cô. À, đi làm rồi mình chừng nào sư mới tới, khi nào sư tới quý vị cho tôi biết nha, để cũng thôi ông càm gàm nữa, càm sư nó thích càm ràm với tôi lắm, càm ràm cằn nhằn cửi nhửi lắm, tại vì ông càm nhằn cửi nhửi nhiều tôi tỉnh queo à, cửi thôi. À, tự giờ nghe có được không, sao tự giờ gần 4 giờ cũng thấy sư vô vậy ta, quý vị thấy sư vô chưa quý vị? Rồi bây giờ muốn nói tiếp không? Có quý vị nào muốn lên chia sẻ không? Hay vô nhập ngũ thiền, ngũ thiền hết trơn, trời rồi. Trả lời đi. Có người đi làm rồi. Dạ, dạ cho Nhật Quỳnh xin ít rồi rồi. Cảm ơn nha, trả lời nha. Dạ, sa thú, cảm ơn sư Kim rất là nhiều đã chia sẻ bài học ngày hôm nay. Dạ, dạ cảm ơn thiện nguyện cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, đến bây giờ thì Nhật Bình chưa thấy ngài xuất hiện, nhưng thấy cô Kim cầm mic cũng hơi mệt nên Nhật Bình xin đỡ mic. Dạ, cảm ơn cô tu nữ Phúc Hạnh cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, trong khi chờ đợi sự xuất hiện của ngài. Nếu lúc nào ngài xuất hiện, ngài cho con một tín hiệu để con dâng mít đến ngài ạ. Dạ con xin phép được đọc cái bài pháp cú ngày hôm nay và xin hiểu cái ý nghĩa trong bài này một chút để trong khi chờ đợi ngài trở vào ạ. Manu chat sabamata charino tanha quatati maluwa wiyaso bà la quy ti hô ra hô rằng la mê chẳng qua quan nát mền qua nát râu. Dạ không có sao. Người sống đời phóng vật, ái tăng như dây leo nhảy đời này đời khác, như vượt tham quả rừng. Dạ đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa Thượng Minh Châu. Mà nữ cha sa bà ma ta cha ri nô ta na qua tha ti mà lũ qua quý gia sầu la qua ti hù ra hù răng hòa la mi chăng và qua nát min qua na rô biết chăng ái dục lòng người dây neo nảy được dễ vui khác nào kiếp này kiếp khác bám vào vượng kia ham trái thấp cao truyền cành. Dạ đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức, Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ con xin phép được chia sẻ cái hiểu biết con trong cái duyên sự của câu pháp cú kinh số 334. Và con cũng rất là tâm đắc một loạt câu 334, 335, 336, 337. Để coi lại cho kỹ, để lại nói sai.
À đúng rồi, 36, 33, 37. Thì nếu mà mình được Ngài Tri Đức mà giảng duyên sự này thì mình phải cẩn thận lời nói của mình. Theo như con hiểu thì từ 34 tới 37, 337 này là nói về con cá Phila. Thì mình mà không cẩn thận lời nói mình mà nghĩ mình học hay, rồi mình nghĩ là mình hiểu biết giáo pháp, rồi mình có cái ngã mạn là tôi học hay, tôi hiểu giáo pháp, rồi chuyện đúng chuyện sai gì cũng nói theo ý mình, thì mình sẽ thành con cá vàng. Thì quý vị trong đầu tràng chắc cũng biết rồi, con cá vàng nó như thế nào thì quý vị cũng chắc cũng biết. Cảm ơn Chinh Nhung. Dạ, thì là một con cá rất là đẹp, màu vàng óng ánh. Dạ, nhưng mà khi mà người ta thấy con cá nó đẹp quá, dạ, con cá nó đẹp quá đi rồi mới đem vân, đem dâng cho vua. Dạ, đem dâng đến cái sân của mà cái ngôi vua đó, thì nó ngáp một cái là thiên hạ chạy hết, mùi nó thối không thể nào chịu nổi. Mà trong khi đó thì có Đức Thế Tôn, nên là vị vua đó mới hỏi Đức Thế Tôn tại sao mà như vậy. Thì Đức Thế Tôn mới dùng thần thông và kêu con cá nói lý do tại sao. Thì theo Nhật Quỳnh nhớ là cái do con cá này nó học giỏi lắm đó. Nhà hai anh em đồng đi tu, mà người anh thì thấy lớn tuổi rồi nên học cái đề mục thiền, tu thiền. Còn người em thấy mình còn trẻ nên là nghĩ mình phải học mà pháp cho giỏi. Thì rồi mình lớn tuổi mình hạ tu thiền. Mới đầu thì rất ý thì rất là tốt, nhưng mà khi lợi lộc nó đến với mình khó kiềm chế. Và bản thân Nhật Quỳnh nghĩ cũng vậy thôi. Dạ, thì khi mà Ngài học đã thuộc tâm tạng rồi thì Ngài nói pháp thì coi như là lợi đắc quá nhiều. Nên có những cái lời Đức Phật nói thì nói không phải lời Đức Phật nói, lời Đức Phật không nói thì lại nói lời Đức Phật nói. Từ chỗ đó đúng và sai tự mình phân xét, không có lấy cái lời Đức Phật mà để mình phân xét. Nên tới cái lúc đó thì hội chúng thấy vị này như vậy thì mới đi lại khuyên. À, mình chào Nguyên Trang. Nguyên Trang ơi, hôm nay Ngài Chỉ Đức đang bận ở dưới chùa, Nguyên Trang có cầm mic được không? Nguyên Trang có trả bài không? Nhật Quỳnh đưa bài lên. Nguyên Trang ôn lại bài Pháp Cú Kinh 334. Nguyên Trang cho Nhật Quỳnh một tín hiệu nha. Rồi, mời Nguyên Trang nha. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, con Nguyên Trang. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Báo, ân Đức Tăng. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Và kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang. Dạ, con xin chào. Con vừa mới vô là cô níu áo con liền. Dạ, con xin đọc bài ạ. Manuchasapamattacharino tanhavatthati maluwa viya viyaso viyaso plawati hura hurang palamichan wasanasmin wa đọc tích kệ nữa hả cô? Và Naro. Dạ con đọc lại nha cô. Con mới vô con đọc tùm lum hết. Manuchasapamattacharino tanha vatthitati ma luwa viyaso lavati hura hurang phalamit
chành qua quanh nát mìn và ra nồ. Dạ, con xin phân tích câu 1. Má đoạn âm, nú đoạn âm, jazz là trường âm nhấn. Ba, xá bá là hai đoạn âm. Mát là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, rí là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Câu số 2, tanh là trường âm nhấn, ha là trường âm thông thường, quát là trường âm nhấn, thá, tí là hai đoạn âm, ma là trường âm thông thường, đú là đoạn âm, qua là trường âm thông thường, quý giá là hai đoạn âm. Câu số 3, xô là trường âm thông thường, phá lá tí hú là bốn đoạn âm, ra là trường âm thông thường, hú là đoạn âm, răng lịch đọc theo giọng nguyên âm. Phá lá là hai đoạn âm, mít là trường âm nhấn, chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quá quá là hai đoạn âm, nát là trường âm nhấn, min là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, qua là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, rô là trường âm thông thường. Manuchasapamattacharino tanha vathatima luwa vijaso phalati hura hurang phalamit chan wat wanat min warano. Người sống đời phóng dật, ái tăng như dây leo, nhảy đời này đời khác như vượng tham quả rừng. Và đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Kệ, dạ con xin kệ. Kệ sao con quên rồi ta. Manuchasa Bhamattacharino Tanhavattha Timaluwa Viya. So, đúng không ta? So phalati hura, so phalati hu, so phalati, oh, lặp lại, so phalati hura hurang, balamit chan, wa wanasmin, wanaro, đúng không cô? Con đọc lại nha cô. À, manuchasapa Mattacharino Tanhavattati Maluwaviya Sopalati Hurahurang Balamichan Wawam Balamichan Wanasmin Wanaro. Dạ con đọc xong rồi cô. Dạ cái này dạ con bó tay luôn, à, cầm mít luôn. Dạ biết chăng ái dục lòng người dây leo nảy tược, à, dễ vui khác nào kiếp này kiếp khác bám vào, vượng vượng kia ham trái thấp cao truyền cành. Dạ đây là bản dịch, à, phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã đọc xong ạ. À, con nghĩ mà ngày mà nghe con đọc thì chắc ngày hả vũ con te tua cô ơi. Con xin xuống mic cô. Dạ con gửi mic lại cho cô ạ. À, dạ con cảm ơn đạo tràng ạ. À, dạ xà thủ xà khứ Nguyên Trang rất là giỏi luôn, vừa vào là Nhật Quỳnh níu áo lên liền, làm việc liền, quá giỏi, quá giỏi, phải không quý vị? Nguyên Trang là số 1 luôn. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ, thôi bây giờ chắc là ngài không vào giảng từ vựng được rồi quý vị. Bây giờ Nhật Quỳnh sẽ post bài lên có tiếng Việt, quý vị lên đọc, à, rồi kể tiếng Việt. À, chứ à, để Nhật Quỳnh mà chia sẻ thì Nhật Quỳnh sợ lắm. Nhật Quỳnh sợ mình mai mốt tái sanh thành con cá vàng lắm quý vị. Nên thật cẩn thận lời nói của mình, à, không có dám. Rồi, mời niệm từ. Dạ. Nam mô Bích Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sân Kha giá. Một lần nữa con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ trong đạo tràng, con kính cảm ơn đạo tràng
cho nên từ biết âm thanh rõ nên từ xin đọc lại lại và đọc luôn chữ Việt luôn. Manu chas sabamata charino tanha wat thatima luwa vi ma luwa viyaso rapati hura hurang phalamik chan wawanasmin wanaro. Manu chas sabamata charino tanha wat Thatima luwa viyaso phawati hura hurang phalamik chang wawanasmin wanaro. Người sống đời phóng dật, ái tăng như dây leo nhảy đời này đời khác, như vượng tham mã rừng. Đó là bản chữ ngữ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Manus chasa bhamata charino tanha vatthati maluwa viyaso phrawati hura hurang phalamik chang vavanasmin vanaro. Manuchasa bhamata charino tanha vatthati maluwa viyaso phrawati hura hurang phalamik chăng vavanasmin vanaro. Biết chăng ái dục lòng người, dây leo nảy tược, dễ vui khác nào, kiếp này kiếp khác bám vào, vượng kia ham trái, thấp cao truyền cành. Đó là bản chữ ngữ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, đêm từ kệ. Một lần nữa. Manuchasa bhamata charino tanha vatthati maluwa viya so phrawati hurang hurang phalamicchang vavanasmin vanaro. Manu chasa bhamata charino tanha vatthati maluwa viya so phrawati hura hurang phalamicchang vavanasmin vanaro. Biết chăng ái dục lòng người, dây leo nảy tược, dễ vui khác nào, kiếp này kiếp khác bám vào, vượng kia ham trái, thấp cao trường cành. Đó là bản chủ ngữ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, niệm từ đã đọc và kể xong và đọc luôn bản chữ Việt mà ngài chưa đến. Vì niệm từ xin kính cảm ơn đạo tràng rất nhiều. Niệm từ xin dừng mic lại cho Xích Nhật Quỳnh nha. Dạ. Nam mô Bích Hà giá. Dạ, cảm ơn Xích Niệm Từ rất là nhiều. Dạ, Nhục Quỳnh thấy Quỳnh Giang Nhật Hà đang ở trước máy. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ. Dạ, cảm ơn thấy Thiện Vũ ở trước máy. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời bàn tay quý vị. Mời Quỳnh nè, mời Quỳnh, mời Thích Thiện Vũ nè. Chị Quyền Trang hả? Chị Niệm Từ kệ rồi. Dạ, Niệm Từ kệ rồi. Rồi còn gì? Xin mời Giang Nhật Hà và mời Kim Nhung. Dạ, mời tất cả quý vị trong đầu tràng cứ lên đọc và kệ lại đi. Có chữ Việt luôn. Để mình sinh hoạt hết giờ, mình ôn lại câu pháp cứu này cũng là điều tốt thôi. Chứ mình Nguyên Trang nè, thấy chưa? Nguyên Trang là kệ hay quá mà, nên là huynh yêu cầu đó. Kim Dung nữa nè, rồi có bàn tay Thiện Vũ, mời quý vị cứ đưa bàn tay lên ngang, chắc ngay không trở lại được rồi. Dạ.
Rồi, mời Thiên Vũ. Dạ, em xin kính chào quý đạo hữu. Em xin đọc bài cả tiếng Pali và tiếng Việt và kệ luôn ạ, trong lúc không có ngài ở đây. Cú pháp cú 334. Manu chát sa pa mát ta chà ri nô tành hà vát tha ti mà lu và vi cha sô la va ti hu ra hu rằng pha la mít chành pha va nát mình và ma rô. Manu chát sa pa mát ta chà ri nô tành hà vát tha ti mà lu và vi cha sô la va ti hu ra hu rằng pha la mít chành pha nát mình và ma rô. Người sống đời phóng dật, ái tăng như dây leo, nhảy đời này đời khác, như vượt tham quả rừng. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, em xin kệ ạ. Manu chát sa ha pa mát ta cha ri nô, tành ha vát tha ha ti ma lu va vi ya. So la va ti hu ra hu rang pa la mik chang va va nat ming va na ro. Dạ, bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Em xin đọc bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Biết chăng ái dục lòng người, dây leo nảy tượt dễ ruôi khác nào. Kiếp này kiếp khác bám vào, vượn kia ham trái thấp cao truyền cành. Dạ, em xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, con thấy Đại Đức Pháp Trang chạy ra rồi chạy vào, chắc có lẽ sư không nghe được hay sao. Dạ, sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Dạ, nếu sư nghe được âm thanh con, sư cho con một tín hiệu. Dạ, để Nhục Quỳnh phát lại cái câu của cô tu nữ Phúc Hạnh Ngàn, trong khi chờ đợi tín hiệu của Đại Đức Pháp Tràng. Dạ, Nhật Quỳnh xin đặt lại cái câu của cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, cho Phúc Hạnh hỏi đạo tràng có vị nào biết chỉ Phúc Hạnh cầm mít với. Ồ, sư đi ăn sáng. Dạ, cảm ơn Kim Nhung. Dạ, bây giờ đó, cho Nhật Quỳnh hỏi là cô Phúc Hạnh này dùng máy gì? Dùng điện thoại, dùng iPad, dùng laptop. Thì điện thoại, alo, thầy Nguyên Trang đâu rồi? Đã mất tiêu Nguyên Trang rồi. Thầy Nguyên Trang chỉ cầm mic hay lắm đây. Nhờ cầm mic điện thoại. Alo, thầy Nguyên Trang. Thầy Nguyên Trang có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Đúng rồi, Nhật Quỳnh phải biết thầy chứ, phải biết dùng, cô biết dùng cái nào Nhật Quỳnh tìm thầy đó. Dạ, Nguyên Trang, đang làm gì đó? Phủi tay, chạy lại cầm mít nè. Nguyên Trang ơi, đang làm gì? Tắt bếp đi, chạy lại cầm mít coi Nguyên Trang. Mà đi từ từ nha, chạy mà té là đổ thừa Nhật Quỳnh là không có được đó nha. Phủi tay rửa tay đi, lại cầm mít đi Nguyên Trang. Rồi, Nguyên Trang, cô tu nữ Phúc Hạnh đang dùng điện thoại mà cô muốn cầm mít, mời Nguyên Trang lên cầm mít. Dạ đúng rồi, mời Nguyên Trang, không có Nguyên Trang chỉ dễ là em dễ cầm lắm cô ơi. Dạ, kính chào Trí Đăng về vào đạo tràng. Mời Nguyên Trang nha, bà thầy ơi là bà thầy. Dạ, con Nguyên Trang, dạ một lần nữa con kính đảnh lễ quý sư và con kính chào toàn thể đạo tràng và cảm ơn đạo tràng cho con biết được tín hiệu. Dạ nãy con không nghe rõ, cô sao cô cầm mic hả cô? Con chỉ nghe lộn bộn tại không có điện thoại. Dạ, dạ con không biết ai. Hỏi đạo tràng bị nào biết chỉ. Dạ cầm mic điện thoại đúng không cô? Dạ. Khi mà mình cái điện thoại đó, dạ thì thường á là mình khi mình đụng vô màn hình á, nó sẽ có một cái mũi tên, nó có một mũi tên thì mình bấm vào cái mũi tên á, nó sẽ có hiện cái hình, rồi nó có cái vòng tròn, rồi cái mic đồ này nọ thì mình bấm vô cái mic. Nhưng mà khi mình bấm vô cái mic á thì nó sẽ hiện cái đường là
Dạ cô, con nói cô ở bên Mỹ hả cô? Con nói tiếng nghe cái chỗ nó để cái chữ nói tiếng Anh hay là tiếng Việt cô? Tại cô không biết cái chữ ở Việt Nam hả? Thì chắc nó nói tiếng Việt là nói chuyện. Thì tại vì nó thoát thì con nghĩ là bên nó trên cái mặt khi mình đụng vô á thì nó có cái đường màu xanh nha cô. Cái đường màu xanh thì cái đường màu xanh lá cây đó đó. Thì khi mình đụng vô cái đường màu xanh lá cây á, giữ và nói xà thủ huỳnh nhật hạ, thì khi mình đụng vào cái đường màu xanh lá cây á, nhưng mà khi mà cô đụng vô á, cô nhớ đẩy nó lên nha, mình lấy cái ngón tay mình đẩy nó lên thì có nghĩa là mình hô cái mic, chứ cô đừng có đụng cái ngón tay hoài thì nó sẽ bị rớt mic. Cô nhớ khi mà cô đụng cái chữ như Giang Nhất Hạ nói là giữ và nói á, là cô đẩy, cô lấy cái ngón tay cô đẩy vô cái đường mà màu xanh dài đó, cô đẩy lên một cái thì tự động là cô nói chuyện. Thì khi cô nói đó, khi mà cô đang nói chuyện thì cái màu xanh nó sẽ chuyển qua thành cái màu đỏ. Thì nó nói là khi nào mà mình không muốn nói nữa thì mình đụng vô cái nút màu đỏ là mình ngưng nói chuyện đó cô. Thì là tự động là nó sẽ thả cái mic ra. Còn cái phần giơ tay đó là khi mà cô đụng lên cái chỗ mà cái mic ở trên á, cái đồ mà để mình nói chuyện ở trên á, thì nó sẽ hiện lên mấy góc tay trái là Giang Nhất Hạ tiếng Việt nó kêu là gì, Giang Nhất Hạ nó kêu ở đây là trôi. Ở bên góc tay trái nó có cái mic dấu cộng á cô, thì mình đụng vô cái bên tay trái có mic dấu cộng thì cái đó là raise, là giơ tay nha cô. Dạ con tham gia hả? Dạ dạ, cái bên tay trái mà cái mic mà có cái dấu cộng thì nó để là cái chữ tham gia. Dạ rồi, còn khi mà mình giơ tay rồi đó thì mọi người sẽ thấy bàn tay của mình. Rồi mình sẽ đụng vô cái hàng mà màu xanh. Cái hàng màu xanh là giữ mà nói đó. Thì cô nhớ khi cô bấm vô là cô nhớ cô phải đẩy lên trên nha. Là tự động nó block mic. Rồi sau đó là nó giữ cái mic cho mình. Rồi sau đó là cô bấm lại. Khi mà mình nói xong thì cô phải bấm lại cái nút màu đỏ nha cô. Đó thì đã là mình thả cái mic ra. Rồi sau đó là vậy là thôi à cô. Dạ con xuống nha để cô thử nha cô. Dạ có dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Tha giá. Dạ con mời cái cô Phúc Hạnh. Dạ cô Phúc Hạnh đó, cô bấm thử đi cô. Bây giờ cô trên cái màn hình đó cô đụng vô cái màn hình ha, là nó sẽ có cái mũi tên. Để con leo xuống nha, con leo xuống rồi con coi lại rồi con nói cho cô. Dạ khi mà cô đụng vô màn hình này thì cái mũi tên cô đụng vô thì nó có một cái như là hơn nữa cái dấu tròn, rồi kế đó là cái mic, là cái microphone ha. Thì cô đụng vô cái microphone nha cô. Rồi khi cô đụng vô cái microphone thì góc mé bên tay trái ở trên nó sẽ có cái microphone với cái dấu cộng nó để là tham gia. Thì khi mà cô raise hay cô đưa như vậy, cô bấm như vậy là có nghĩa là cô giơ tay đó. Cô làm thử đi cô, coi con thấy bàn tay của cô không cô. Cô Nhật Quỳnh, cô đó có trong room không? Dạ rồi, con cổ thấy bàn tay cô Nhật Quỳnh. Dạ rồi, con xuống mic ạ. Cảm ơn Minh Trang rất là nhiều. Không có bàn tay cô Phúc Hạnh mà có bàn tay cô Nhật Quỳnh. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ. Dạ, không biết sao không nghe Minh Trang. À, tại mắc cười quá đi, thành ra phải cầm mic. Tại vì cô Phúc Hạnh điện thoại cho Nhật Quỳnh là cô nói là cô làm như Minh Trang chỉ á. Nhưng mà ở bên điện thoại nó biểu cài đặt cái gì đó nên cô không có làm được, nên thôi bây giờ đành để lại để chờ. Tại vì hiện tại cô đang ở Sài Gòn và để chờ cô đi về Quy Nhơn rồi kêu Phố Biển nó biết thì nó chỉ cô tại chỗ đó. Nguyên Trang cảm ơn Nguyên Trang nhiều lắm. Dạ đúng rồi, mời hôm nay có thời gian mời vị nào mới mà muốn cầm mic cứ việc cho tín hiệu đi thì sẽ có rất là nhiều vị thầy trong này. Mời quý vị nghe. Rồi mời Nguyên Trang.
Dạ, Nam Mô Bích Tha giá. Cô không nghĩ là cái đó là cài đặt đâu cô, mà tại vì khi mà cô vô đó là nó có nói là mình có muốn mở cái micro, cái microphone lên không á cô. Thì khi mà cô bấm như vậy đó là nó sẽ hỏi là mình muốn mở cái microphone là trong cái chỗ mà setting á cô, hay là cô bấm là nhận hả Huynh Giang, cũng như là mình chấp nhận mình accept á Huynh Giang. Và cũng như là mình chấp nhận mình mở đó cô, để mình mở cái mic, tại vì lúc mà cô vô á là khi mà cô upload cái bao talk đó là nó sẽ hỏi mình là mình có muốn mở cái microphone mình lên không, rồi mình cái này cái kia hay không. Nhưng mà nhiều khi cô say no đó, cô không có cô bỏ qua đó, nên bây giờ khi mà cô làm như vậy đó thì nó hỏi cô lại, thì cô chỉ cần bấm là có nghĩa là mình chấp nhận đó, mình chấp nhận mình mở cái microphone thì tự động nó mở thôi cô. Dạ dạ rồi con xuống mic nha. Dạ. Rồi cô bấm sao cô rớt ra rồi cô chạy vào. Bây giờ cô có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cô có thể thử lại không? Tại xếp hàng. Dạ cảm ơn Kim Nhung, cảm ơn Thiện Vũ Nguyễn Trang cho Nhật Quỳnh biết được điều. Dạ nghe. Bây giờ cô có thử lại được không? Cô thử như Nguyễn Trang nói không? Nếu mà nó có nổ cái bản gì đó thì có thể là mình chấp nhận nó. Hoặc có khi máy mình có khi là tiếng Việt không, mà có khi nó cũng vừa tiếng Việt vừa tiếng Anh đó. Nhật Quỳnh ở đây, Nhật Quỳnh hay mò. Dạ, Nhật Quỳnh hay mò lắm. Việt Anh gì rồi mò riết rồi nó cũng ra. Dạ, mà mời cô thử coi nha. Thử mình chấp nhận nó đi, hoặc mình ok nó thử coi. Hãy mà đưa tay được thì càng tốt, còn không được cũng không sao. Mai mốt về phố biển nó chỉ lại. Mời cô thử nha. Vậy là cô không thử được rồi, mà Nhật Quỳnh thấy cô đang đang áp cái room vô cái điện thoại của cô. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ. Thôi thì để khi khác vậy. Rất là cảm ơn Nguyên Trang, cảm ơn Huynh Giang, Nhật Hà. Dạ, hai vị phối hợp nhau để mà chỉ giúp những vị muốn cầm mic. Dạ, trong đạo tràng còn vị nữa nào nữa không? Dạ đúng rồi. Dạ Nhật Quỳnh nghĩ là cầm mic nói còn chưa xong nữa. Kim Nhung ơi, ghi lên đây hả, không hiểu gì đâu. Rồi mời Quỳnh, dạ mời ông thầy Giang Nhật Hà nghe. Hello. Dạ, dạ cô Phúc Hạnh. Dạ thường á là nó có cái hàng ở dưới đó cô.
giống như Nguyên Trang hồi nãy nói là có cái hình hình nó giống như một hơn phân nửa vòng tròn, xong rồi tới cái đó là để mình gửi mấy cái mặt cười hay là những cái hình mà chắp tay rồi đại nọ để tặng cho mấy bạn ở trên room á. Rồi cái hình ở giữa là cái microphone, là nó giống như cái hình giống như cái ly kem vậy đó, nhưng mà cái hình của cái microphone. Rồi tới một cái nữa là cái camera, là cái hình đó là của cái để mình mở cái máy quay phim lên. Rồi sau đó nó giống như là cái chữ V nằm ngang đó, nó chỉ ra ba hai hướng đó. Thì cái đó là để mình share cái hình cái room mình cho những người khác coi đó. Thì cái thứ nhì á là thường là cô bấm vô cái microphone á, thì nó sẽ là hiện cho những người khác thấy là cô giơ tay lên. Thường con thấy cô hay bấm lộn cái thứ tư để share cái room, cho nên cô bấm cái microphone á thì nó sẽ hiện lên là cô giơ tay. Rồi tới khi mà cái người người mà đang nói chuyện cầm mic á, người ta mà thả cái mic lại á, thì cái nó sẽ hiện lên một cái hàng nó màu xanh lá cây đó, nó sáng lên ở trên cái phone của cô đó. Thì là tiếng một bên này đó là hold and talk, nhưng mà tiếng Việt Nam chắc là nó con không rõ, nhưng mà chắc là giữ và nói. Thì cô giữ vô cái đó thì mọi người có thể nghe được, nhưng mà nếu mà cô giữ vô xong rồi cô đẩy lên á thì nó giữ vô luôn, thì cô khỏi cần phải cầm mic hoài, mà nó khóa lại cho cô luôn. Thì chắc là hồi giờ cô chưa có cầm mic á thì nó có kêu cô cài đặt, nhưng mà con nghĩ là không có cần phải cài đặt gì hết á. Cô bấm vô cái bar đó thì là tự động cô sẽ đẩy lên á, là cô sẽ nói được. Cô đẩy lên nhưng mà cô phải đợi cho cái chỗ đó nó sáng lại, thì có khi người khác người ta đang cầm cái mic á thì cô cũng chưa có cầm được. Cho nên tới nếu mà tới phiên cô thường nó có một cái màn hình đó, nó hơi màu xanh lá cây nó sáng lên đó, thì cô giữ vô đó, cô đẩy lên thì nó sẽ từ màu xanh nó chuyển qua màu đỏ, thì nó giữ luôn cho cô. Rồi nếu mà khi cô nói xong á thì cô bấm vô đó lại một lần nữa là stop talking á, thì là có thể là cô ngừng nói, cô trả mic lại cho đạo tràng đó. Thì lúc đó thì cô trả mic lại cho vị kế tiếp. Dạ, con xuống mic để cho cô thử lại nha. Dạ, mời cô ạ. Dạ, sa thú kính cảm ơn Vinh Giang Nhật Hà. Dạ đúng rồi, niệm từ Vinh đang chỉ về iPhone đó. Mà thôi, bây giờ thì cô Phúc Hạnh cảm ơn đạo tràng rồi, để cô Phúc Hạnh học lại. Mà niệm từ có muốn học không? Có muốn học để cầm mic ở iPhone không? Niệm từ ơi. Dạ, cô đang dùng iPhone đó Niệm Từ. Dạ, Niệm Từ có thể cầm mic không? Chia sẻ điều gì không? Alo, Niệm Từ cầm mic không Nhật Quỳnh? Không hả? Dạ. Dạ, nếu vậy thì thôi, đạo tràng chúng ta hôm nay sinh hoạt cũng tốt lắm rồi. Mặc dù Ngài rất là bận biểu, nhưng mà rất là tốt. Nhật Quỳnh, con thành kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Pháp Trang cùng chư tôn đức đã quan lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được học những câu Phật ngôn để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân quý Ngài. Nhục Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng, quý vị đã hoan hỷ vào học pháp, kể kinh và chia sẻ Phật pháp
Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh hồi hướng sau khi chúng ta đã học pháp. Mời mến chào Vinh Quang và mời Vinh Quang cùng với Nhật Quỳnh đóng rung nha. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Chúng con thành kính dâng quả phước mà chúng con đã trong sạch tạo được trong buổi học ngày hôm nay. Đến với tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp, còn mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây. Chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong rơm Phật giáo Nam truyền, nhất là chung quanh chùa Ngọc Đạt, chùa Phước Quang. Chư thiên chung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong rơm Phật giáo Nam truyền, cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này sau khi các ngài thọ dụng rồi. Xin hậu độ chư tôn đức pháp thể khinh an, bầu đệ tâm kiên cốt, đạo quả sớm viên thành. Và cũng giáo quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng, chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loại. Xin hãy hoan hỷ thọ dụng đồng đều nhau cả thảy. Ý đăng buôn nhăn ni ban nát sát bát chế vô hồ túc. Ý đăng buôn nhăn ni ban nát sát bát chế vô hồ túc. Ý đăng buôn nhăn ni ban nát sát bát chế vô hồ túc. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Quý ngài đã quan lâm vào trung chứng minh cũng như giảng dạy cho chúng con học những câu Phật ngôn để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được đến với quý ngài. Cầu mong phước này trợ duyên quý ngài. Dạ, con xin sám hối hiện hậu tràng. Cầu mong quý ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Kính cảm ơn quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu đã vào đạo tràng thính pháp hỗ trợ đạo tràng, nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh trong lúc chư tôn đức thuyết giảng. Con xin thay mặt ban điều hành rơm Phật giáo Nam truyền thành kính đảnh lễ cung thỉnh chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu ngày mai quang lâm vào rơm theo giờ thường lệ là 3:30 sáng giờ Việt Nam. Trong quá trình chúng con phục vụ rơm có nhiều điều sơ thất, con thành tâm sám hối với Tam Bảo, thành tâm sám hối với chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu hãy từ bi hỷ xả cho con. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài. Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả đạo tràng, quý anh chị em đạo hữu đã hỗ trợ cho rơm Phật giáo Nam truyền được hoàn mãn tốt đẹp. Nam Mô Bích Tha Giá, con kính chúc quý ngài. Nhật Quỳnh kính chúc quý anh chị em đạo hữu luôn được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin phép được xuống mít và con cũng xin phép được khép cửa rung trong vài giây tới. Dạ, buổi học ngày hôm nay con cầm mít nhiều quá rồi. Dạ, con xin phép được xuống mít. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài. Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả quý vị đã hỗ trợ cho rung Phật giáo Nam truyền được hoàn mãn tốt đẹp. Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá.